Xe con đang đi trong đêm thì bốc cháy và sự xuất hiện đúng lúc của thần may mắn. Được biết khi đang di chuyển từ Hải Dương lên sân bay Nội Bài, Hà Nội thì tài xế ngửi thấy mùi khét trong xe. Chỉ vài phút sau đó ngọn lửa đã bắt đầu bùng lên từ phần đầu khiến nhiều người hoảng hốt. Theo người đăng tải đoạn clip, vụ việc xảy ra vào tối 29 tháng 5 trên đoạn đường Võ Nguyên Giáp hướng đi sân bay Nội Bài. Lúc này, tài xế và người trong xe bất ngờ phát hiện có mùi khét trong xe nên xuống kiểm tra thì phát hiện phần đầu xe bắt đầu bốc cháy. Dù nhiều người đi đường đã giúp lái xe dùng bình cứu hỏa nhưng do ngọn lửa bốc lên nhanh nên tất cả bắt đầu nghĩ đến kết cục xấu cho chiếc xe. Nhưng điều may mắn đã đến với người tài xế khi một chiếc xe bồn đúng lúc này xuất hiện. Nhờ sự giúp đỡ của chủ xe bồn cộng với lượng nước lớn, ngọn lửa sau đó đã được dập tắt chỉ sau 10 phút. Không có thêm thông tin về tài xế có tiếp tục di chuyển tiếp hay không. Tuy nhiên, một lần nữa, vấn đề hỏa hoạn với những chiếc xe con lại được đem ra mổ xẻ khi mùa hè nóng bức gần đây được coi là nguyên nhân đã gây ra một số vụ việc tương tự. Các bạn nghĩ sao về tình huống trên? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.